Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình Ad Adventure. Hôm nay thì mình dẫn hai chị em đi trượt băng. Mà thật ra là tính bữa nay tại mình không có đi sớm, mình đến lúc này là đã 10 giờ sáng rồi. Thì mình tính đến để hỏi là coi nó mở hoạt động tới chừng nào thôi. Mà vô hỏi thì nó nói là bữa này nè là bữa cuối của cái mùa đông năm nay rồi, nên thôi cho hai chị em vô chơi luôn. Thì đây là cái chỗ cửa bước xuống nè mọi người. Cái đôi này hình đi ở trên cái đất như vậy thì nói chung cũng dễ đi chứ không đến nỗi nào. Thấy nó có một cái miếng sắt, một thanh sắt vậy thôi nhưng mà nó cũng dễ đi lắm. Nhưng mà đều có điều xuống dưới sân băng thì trước sau gì thì cũng té, không ít thì nhiều thì cũng té. Mà anh gì với Julie là đã đi một lần hồi năm 2019 á, là đi chơi cái này một lần rồi. Mà tại vì 2 năm vừa rồi là dịch cho nên là không có đi, thì năm nay mới đi lại, thấy bớt nên năm nay mới cho đi chơi lại. Cũng té lên té xuống rất là nhiều nhưng mà hai chị em rất là thích. Đây thì Jolie thì ba phải đi chung với ba, còn anh gì thì tự chơi được, còn Jolie thì phải đi chung với ba. Vào chơi được khoảng 5 phút thì người ta gọi ra để người ta cho cái xe này nó đi vô để nó làm cho cái nền nó láng lại đó mọi người. Tại vì mình đi nhiều quá, một số người trước người ta đi nhiều quá thì cái nền nó sẽ không có còn mướt nữa đó. Nó có nhiều vết, có nhiều cái rãnh đó, nên người ta phải vô người ta đẩy cho nó láng lại. Xong rồi bây giờ họ bắt đầu mới xuống lại nè. Ở trong đây con nít chơi cũng nhiều lắm. Tại vì không có chủ ý là đi hôm nay cho nên là không có mang theo mũ bảo hiểm. Cái bữa chơi hôm nay là hai chị em té là không biết đến bao nhiêu lần luôn. Nhưng mà không có té ấy, chỉ té sơ sơ vậy thôi. Cục màu cam đó, nó giống như cái cục mà người ta để mấy chỗ mà làm đường rồi đó mọi người. Thì mình có thể dùng cái đó để đẩy đi cho con nít, đứa nào mà nó chưa có đi vững á thì nó có cái đó để hỗ trợ. Rất cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu mọi người thích video thì nhớ nhấn like, share, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo. Xin chào.